bí mật động trời, Vũ Đức Đam quay trở lại chính trường để tiếp quản vị trí tân chủ tịch nước. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, sau khi cấp dưới của ông Vũ Đức Đam dính vào các bê bối liên quan đến ký step COVID-19 cũng như chuyến bay giải cứu năm 2023, ông Vũ Đức Đam đã thôi chức phó thủ tướng theo nguyện vọng và đơn từ chức. Ông là người lãnh đạo được đông đảo người dân quý trọng nhờ sự gián dị, gần gũi, cũng như những đóng góp trong suốt những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp chính trị. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều thông tin cho rằng ông đang được đề bạc lựa chọn để quay trở lại chính trường, tiếp tục phụng sự đất nước. Vậy cụ thể thực hư ra sao? Liệu những đồn đoán này có đúng hay không? Mời quý vị đón xem video ngay sau đây. Ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963 tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, năm 1982, ông được nhà nước cử đi học đại học tại Bỉ. Năm 1994, ông bảo vệ luận án phó tiến sĩ chuyên ngành kinh tế thế giới. Ông thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Ông được biết đến là nhà lãnh đạo đảng, nhà nước và chính trị gia người Việt Nam. Ông nguyên là phó thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phó trưởng ban thường trực chỉ đạo phòng chống Covid-19 của chính phủ là một chính trị gia của Việt Nam. Khi còn đương nhiệm Ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo của Đảng và nhà nước, được người dân Việt Nam kính trọng, yêu mến bởi tài năng và lối sống giản dị. Ông được gọi bằng cái tên gần gũi là bác Đam. Kinh qua nhiều chức vụ tại Tổng cục Bưu điện, năm 1994, Vũ Đức Đam được điều động sang làm việc tại Văn phòng Chính phủ. Ông giữ chức phó vụ trưởng vụ Quan hệ quốc tế năm 1995 đến năm 1996. Ông Đam là vụ trưởng vụ ASEAN của Văn phòng Chính phủ. Năm 1996, ông làm thư ký cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đến năm 1997, khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt hết nhiệm kỳ và trở thành cố vấn ban chấp hành Trung ương Đảng đến năm 2003. Nhưng có lẽ, số mốc đáng nhớ nhất cũng như đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Vũ Đức Đam chính là cuối năm 2019, đầu năm 2020. Đại dịch Covid-19 phát tán khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Trung ương Đảng và nhà nước Việt Nam họp bàn, ra chỉ thị kiên quyết đối phó dịch bệnh trực tiếp bởi các cơ quan từ trung ương đến địa phương được chính phủ chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham gia chỉ đạo, được phân công nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định phân công Vũ Đức Đam tạm kiêm chức vụ bí thư ban cán sự đảng bộ y tế, trực tiếp lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của bộ. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2019, Bộ Chính trị có quyết định phân công ông kiêm bí thư ban cán sự đảng bộ y tế. Ngày 7 tháng 7 năm 2020, ông thôi giữ chức vụ này và trao quyền lại cho Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế. Nhiều người yêu mến ông nói rằng, chắc có lẽ nếu không có dịch COVID-19, thì có lẽ con đường chính trị của ông đã thăng tiến rộng mở hơn nữa. Và nếu không vì thế, thì cũng sẽ không có những thông tin đang lan truyền trong dư luận hiện nay, cho rằng Bộ Chính trị phải xin lỗi ông Vũ Đức Đam vì đã cho ông thôi giữ chức Phó Thủ tướng một cách oan uổng, hay ông Đam đang được đề bạc trở trở lại chính trường, nhưng thực tế đây là thông tin sai trái. Chúng tôi xin khẳng định về điều này không phải sự thật. Bộ Chính trị không hề có động thái này và cũng chưa kết luận rằng ông vũ đức đam bị oan còn nhớ lúc ông xin từ chức ông đã bày tỏ ý kiến của mình trước quốc hội tại đây ông cũng đã ngắn gọn đề cập tới chức trách nhiệm vụ và thẳng thắn nhận mọi trách nhiệm chính trị thuộc về bản thân về lý do miễn nhiệm đối với ông vũ đức đam qua đó có thể thấy được rằng theo chủ trương chung của đảng thể chế nhà nước công tác cán bộ là việc hệ trọng nhưng thường xuyên có lên có xuống có vào có ra theo quy định Trung ương, Bộ Chính trị đã nói nhiều về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị. Nếu có vấn đề về sức khỏe, uy tín bị giảm sút thì xin thôi và xin thôi thì cấp có thẩm quyền sẽ cho miễn nhiệm được giao. Nếu nói là từ chức thì theo quy định, từ chức là thôi giữ chức vụ khi hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết nhiệm kỳ bổ nhiệm. Từ đó chúng ta cũng thấy rõ một bài học cán bộ đảng viên cần tu dưỡng, học tập rèn luyện suốt đời, bất luận ở cương vị nào. Quá trình này trước hết là sự tự giác. Nếu không như vậy, cán bộ lãnh đạo dù tốt đến đâu, dù giàu kinh nghiệm đến đâu, mà sao nhãn trách nhiệm kỹ cương, nhẹ thì xói mòn uy tín, hơn nữa không còn đủ điều kiện đáp ứng trọng trách được giao. Thực hiện nghiêm trách nhiệm chính trị cũng là việc tự xác nhận trách nhiệm đối với những sai phạm của đơn vị cấp dưới mình phụ trách. Chống đại dịch COVID-19 là công cuộc của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Qua đó đã nhân lên nhiều giá trị tốt đẹp, yêu nước, thương nòi. Nhân dân tin vào đảng, tin vào nhà nước hơn. Nhưng bên cạnh đó, vụ kích tết Việt Á rồi vụ án máy bay giải cứu ảnh hưởng rất xấu trong xã hội. Công tác kiểm tra giám sát quyền lực ở hai bộ này đã bị buông lỏng. Quyền lực đã bị lạm dụng, tạo kẻ hở để những hành vi bất chính có cơ hội nảy nở và tác oai tác quái gây ra nhiều hệ lụy cho công cuộc chống dịch, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước và nhân dân trong cơn khốn khó hoảng loạn và chết chóc. Để rồi, cuối cùng hai vị bộ trưởng và nguyên bộ trưởng liên quan bị khởi tố trợ lý của hai phó thủ tướng cũng bị bắt. Phó thủ tướng là cán bộ lãnh đạo cao cấp nên đã nhận thức phải có trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân, đã nhận trách nhiệm chính trị ở mức cao nhất. Đại án Việt Á và những bài học đau xót Đặc biệt đáng chú ý hơn cả, liên quan đến vụ án Việt Á, thì ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng bức xúc trong xã hội. Cụ thể thì ông Nguyễn Văn Trịnh được bổ nhiệm làm trợ lý cho Phó Thủ tướng từ tháng 11 năm 2018. Trước đó ông là thư ký của phó thủ tướng và mang hàm vụ trưởng. Ông Trịnh có hành vi lợi dụng vị trí công tác, can thiệp tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế, để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định pháp luật, giúp công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Nhưng đó chỉ là một mảnh ghép trong đường dây này. Ngồi nổ đầu tiên chắc có lẽ không thể quên nhắc Bộ Khoa học và Công nghệ. Khi đó là ông Chu Ngọc Anh, đứng đầu, đã phê duyệt cho Học viện Quân y thực hiện đề án nghiên cứu bộ kích xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 với kinh phí gần 19 tỷ đồng trích từ ngân sách nhà nước. Sau khi biến kích xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước thành sở hữu của công ty và sản xuất thử nghiệm lô hàng 200.000 kit xét nghiệm đầu tiên bán cho Bộ Y tế, Việt Á bắt đầu chi tiền cho nhiều quan chức để được hỗ trợ cấp số đăng ký lưu hành nhanh nhất, sớm đưa vào kinh doanh. Tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2021, công ty Việt Á đã cung ứng kit test Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, viết tắt là CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng. Phan Quốc Việt cùng các đối tượng của công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng một ký, thỏa thuận và chi tiền phần trăm hoa hồng lên đến 45% cho lãnh đạo bệnh viện CDC các tỉnh thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm, con số gần 800 tỷ đồng. Vâng thưa quý vị, vụ việc phức tạp với những mắt xích móc nối liên kết chặt chẽ nhưng cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng. Không ít người phải kinh ngạc vì sự qua mặt thần kỳ của công ty Việt Á bức xúc bởi liên minh ma quỷ này nhưng sau rồi lại thấy rất đau đớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ quyền lực có tính hai mặt. Quyền lực nếu được sử dụng đúng đắn sẽ có sức mạnh to lớn để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Ngược lại, nếu bị thoái hóa, biến chất thì quyền lực sẽ có tác hại ghê gớm thậm chí có thể làm sụp đổ cả chế độ xã hội. Qua vụ việc Á một lần nữa, chúng ta thấy rằng quyền lực khi không được kiểm soát đã gây tác hại ghê gớm như thế nào. Trong vòng xoáy kim tiền của Việt Á, ít nhất 3 người từng là ủy viên trung ương bị khai trừ ra khỏi đảng, bị khởi tố, đó là các ông Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh và cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Đó là chưa kể gần 100 bị can khác, từng là cán bộ cấp vụ thuộc bộ, lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo CDC nhiều tỉnh, thành phố, thư ký, phó thủ tướng, vân vân cũng phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật và tòa án lương tâm khi đã tiếp tay cho Việt Á làm mưa làm gió trên thị trường, mua bán hơn 8,3 triệu mỗi cái test COVID-19 với giá trên trời, trục lợi bất chính giữa những ngày đất nước phải vật vả với công cuộc chống dịch. Hàng nghìn gia đình rơi vào cảnh mất mát người thân mà không được nhìn nhau lần cuối. Ở đại án Việt Á, điều dễ thấy nhất là các cựu bộ trưởng y tế, khoa học và công nghệ đã sử dụng quyền lực được giao một cách tùy tiện để tiếp tay cho Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, chiếm đoạt công trình nghiên cứu khoa học của nhà nước, nâng giá kích tết lên gấp nhiều lần, gây thiệt hại cho ngân sách 400 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng. Tất nhiên, không có sự xuyên xẹo nào của quan chức là vô tư, những túi quà chứa đô la mỹ mà việt á mang đến phòng làm việc ở nhà riêng các quan chức đã bẻ công các quy định pháp luật quy chế làm việc và đạo đức công vụ người dân tự hỏi vì sao những hành vi phạm tội đồng trời như vậy dễ dàng được thực hiện mà không được kiểm soát không được ngăn chặn kịp thời trong khi chúng ta đâu phải thiếu các quy định cơ chế tổ chức giám sát rõ ràng khi mọi thứ thiếu minh bạch khi quyền lực của người đứng đầu không được kiểm soát thì quyền lực ấy dễ bị lạm dụng, tha hóa, biến công quyền thành tư quyền để mưu cầu lợi ích cho cá nhân, phe nhóm. Khi các quan chức chọn cách dùng quyền lực để mà đổi lấy đô la, thì chuyện họ bị những kẻ có tiền như Phan Quốc Việt nắm thớp là đương nhiên, và các quy định cơ chế giám sát lúc đó đã bị vô hiệu hóa. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, chỉnh đốn đảng phải gắn liền với chỉnh đốn công tác cán bộ, bởi cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy nếu dây chuyền không tốt, không chạy, thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là người đem chính sách của chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân. Nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn có tựa đề Vườn Xưa. Chị về quê chồng, đúng mùa hoa cà phê đang rộ. Gần 30 năm làm dâu, số lần chị về đây vào thời điểm cà phê đam bông thật sự đếm chưa hết một bàn tay. Lần đầu tiên là dịp vợ chồng chị mới cưới nhau. Cà phê tuổi thanh niên, sức vóc, hoa trắng lớp, sáng vườn. Nhìn xa tưởng tượng những dây bông tuyết phủ đầy trên những cây thông mùa Noel. Cũng là lần đầu tiên chị biết hoa cà phê có mùi thơm ngọt như vậy. Khi ấy chị thanh xuân, tất cả đều ở phía trước. Đoàn tàu vừa nấu máy chuẩn bị cuộc lữ hành. Hoa và hương cà phê chỉ là dữ liệu nhạt mờ chẳng để lại dấu ấn gì sâu đậm như những đám mây trắng tinh khôi bồng bềnh phản phất hương thơm lướt nhanh qua cửa sổ toa tàu nói thờ ơ vô cảm thì quá nhưng bảo ấn tượng khó quên thì chưa hẳn chân trời bao la phía trước luôn khiến những người trẻ không muốn bị trói buộc cả trong suy nghĩ ở một nơi nào đó thật lâu và quê chồng cũng chỉ là một trong những nơi chị đã đi qua ghé lại có chút vấn vương bởi sợi dây tình cảm. Gọi là bền chặt thì chưa đủ, nhưng nó sẽ là một phần đời sau này của chị khi lũ trẻ lần lượt chào đời. Quê chồng chị thời ấy còn nghèo và đơn sơ lắm. Đa số nhà gỗ, máy tôn, đường đất, dù già ngay trung tâm thị trấn, vài bước chân đã ra đến chợ, hay vòng qua một con đường là đến khu hành chính ngự trên đồi. Đêm, nhà nào có đèn điện đã là sang mà phải đến 7 giờ đèn mới sáng, hoa cà phê mờ nhạt, nhưng mưa Cao Nguyên thì lại nhớ mãi, không phải nhớ những cơn mưa ầm ào trút nước, sấm chớp lằn ngoằn lấp lóa trên nền trời màu xám buồn, khiến người ta chỉ biết có hiện tại, không dám nghĩ đến tương lai hay nhớ về quá khứ, mà là con đường đất đỏ lầy lội làm bước chân nặng hơn bởi bùn quện vào giày dép, cảm giác như nhất không nổi mà phải lê quê chồng chỉ là một nơi nôn nao đến để rồi bồn chồn đi không hẳn bởi sự thiếu tiện nghi thành phố mà vì nó đơn điệu và yên tĩnh quá ngoài mưa cao nguyên chút động lại còn là sương mù mùi lá mục mùi đất sớm mùi sương mai mùi nắng mùi giá quỳ nở vàng từ trên đồi tràn xuống thung lũng rời đi thì nhớ quay quắt dáng một người thoát ẩn phát hiện ngoài vườn trong nhà nhớ gian bếp ấm sực mùi khói tiếng nước reo. Tuy nhiên, tất cả những thứ ấy cũng chỉ được kích hoạt khi có một, hai chi tiết nào đó chợt xuất hiện trong cuộc sống bộn bề, rồi phai nhanh. Một, hai lần khác, chị ghé qua trên đường công tác vào mùa hoa cà phê. Đôi lúc nghĩ lại, chị thầm trách mình nhưng cũng không rõ trách vì lý do gì. Một đời gắn bó dâu con mà ký ức hoa cà phê mờ nhạt quá hay mùi cao nguyên không đủ thôi thúc bước chân quay về chưa khi nào chỉ đi dấp vòng khu vườn cà phê vào mùa hoa. Từ trong nhà nhìn ra, chỉ thấy màu trắng lấp nổi trên nền lá xanh, xen kẽ vài cây sầu riêng, mấy cây bơ, dàn su su, nhà bếp nhỏ cạnh giếng, hương thơm dịu ngọt vào tận giấc mơ. Về sáng, thỉnh thoảng có tiếng cú mèo kêu đanh, lãnh lót, vừa thách thức vừa đe dọa, nhưng chị chưa bao giờ lo lắng hay nghĩ đến việc đánh cược rủi may vào tiếng kêu của nó không hẳn bởi sự bình an của năm tháng trôi qua, mà vì chỉ biết bóng tối của khu vườn cà phê không làm chị sợ hãi, ngược lại còn như một sự chở che êm đềm. Những lần chị về quê chồng thường là vào dịp Tết, vợ chồng con cái lít kích đùm tấm. Đi qua dần, từ cái thời quãng đường chỉ 250 cây số mà phải đến hai lần sang xe, một ở ngã ba quốc lộ rẽ vào thành phố, và có thể thêm một lần nữa ở thành phố khác chen chúc nhiều khi từ mờ sáng đến tối mịt mới về đến nơi bơ phờ hốc hác ủ ê tuy vậy chính những điều vất vả ngược xuôi này đã khiến những chuyến đi thì ngán và về thì nhớ cho đến khi anh sắm được xe thì mọi thứ dễ dàng đi nhiều nhưng quê chồng vẫn chưa khởi sắc máy và khi anh bán xe là lúc quê chồng vào giai đoạn thay đổi đường láng nhựa, nhà cao tầng, nhạc sập sình cũng là lúc chị thưa về hơn. Dịp Tết, chị có anh với lũ trẻ. Chị phải làm nhiệm vụ trong nhà, không thể gửi nhà cho ai vào những ngày đầu năm Tết nhất. Thỉnh thoảng, trong chị gần chút băn khoăn, có ôm khư khư cái nhà hay bỏ nó mà đi vài ngày, rồi đâu cũng vào đấy. Tuy nhiên, chị rùng mình khi nhớ đến nhà hàng xóm bị trộm vào, khu khoắn dọn sạch lúc chủ nhân đi vắng loay hoay với những ý nghĩ đi về ở đến hơn 10 năm thoáng nhanh như cái chớp mắt gia đình chị không còn lũ lượt về cùng nhau vào dịp tết đã trở thành điều bình thường mỗi khi chị từ quở mình đã không sắp xếp được liền theo đó là cái lắc đầu tặc lưỡi cớ này lý do kia từ đầu ngõ đã ngửi thấy hương hoa cà phê ngọt ngào lẫn quất trước mũi cái ngõ nhỏ ngày xưa chỉ toàn hàng rào và vườn giờ lôi nhôi nhà ống cao thấp không đều. Hai năm không về mà bỗng dưng thấy lạ dù nhà vẫn thế. Hai con chó hình như khác trước, chúng cứ sủa miết, dây dẳng và nhảy chồm lên khiến tay chị thò thục mấy lần mà không mở được chút cổng bên trong. Mãi mới thấy mẹ chồng từ sau vườn bước ra. Chị nghĩ đôi mắt bà không còn tin anh nữa khi bật ra câu hỏi lạ lắm. Chị hỏi ai? Con đây mà, mẹ không nhận ra sao? không nhớ. Dù đã được báo trước rằng mẹ chồng đã lẫn, quên nhiều hơn nhớ, nhưng chị không khỏi hẩn hụt vì câu hỏi chủ khách xa lạ ấy. Mở cánh cổng, mẹ chồng vừa xua lũ chó vừa nhìn chị với cái nhìn hồ nghi không biết là ai. Bỗng dưng ập đến trong chị là nỗi xót sai dân tràn và đến lúc như thế, mọi nỗi nghẹn ngào dấy lên. Chị nghĩ mình có thể ôm chầm lấy mẹ chồng mà khóc nhưng không chị chỉ lẳng lặng theo bà vào nhà trong tâm trạng hỗn độn cảm xúc chị đặt vali lên ghế và nhìn quanh mọi thứ không có gì đổi khác cũ kỹ và quen thuộc dường như mẹ chồng đã lờ mờ nhớ ra bà đi rót cho chị ly nước và ngồi xuống cùng chị bà kể hai vợ chồng em trai đi làm chiều tối mới về bà hỏi chị ăn cơm chưa để bà nấu chị nói không cần đâu mẹ con tôi bị gói cũng xong Mẹ chồng vừa la lũ chó, vừa báo mì gói thế nào, người sống phải có cơm chứ. Cục nghẹn lại bị đẩy lên, chị thấy cổ họng mình khô khóc, đắng ngét. Chị ra sau vườn, mẹ chồng đi sau, hai con chó theo sau. Củi cà phê bó gọn, xếp ngay hàng thẳng lối một dãy dài. Vườn xưa, cây sầu riêng vẫn còn, mấy cây bơ vẫn xanh lá, vàng su su lúc liễu trái. Người đã nhớ nhớ quên quên, nhưng hoa cà phê vẫn tràn ấp hương mùa cũ. Cà phê trai tráng, sức vóc ngày nào, giờ đầy vết hằng theo năm tháng, nhưng hoa vẫn trắng, hương vẫn ngọt. Cây sống hết đời cây, người sống hết đời người, dù quẩn quanh hay tan bồng hồ hải. Một đời những đứa con phiêu bạc hay một đời mẹ chồng, chỉ biết từ nhà ra chợ, sau vườn, trước sân, thì cũng là những cuộc đời dần trải qua sáng, trưa, chiều, Tối, nắng mưa, gió bão lặng yên, mùa hoa qua nhanh rồi đến mùa trái. Nếu cái chu kỳ hoa trái đã trói buộc biết bao con người thì cũng biết bao con người bỏ lỡ cái chu kỳ hoa trái đó. Người ở lại thèm thuồng nhìn người đi xa, người đi xa lại quay quắt thôi thúc trở về, để rồi vội vã nôn nóng ra đi. Cuộc sống là như thế, ai bảo thời gian vô hình. Lúc này đây thời gian hiện rõ trên từng thân cây trên nét mặt dáng đi của mẹ chồng và cả trên gương mặt chị nữa mà chị đâu thấy con người bông ba ít khi dám nhìn lại mình bởi họ sợ chứng kiến vết thời gian không chỉ tiếc nuối quá khứ mà còn lo nghĩ đến tương lai cả ngày ngồi một chỗ thấy cuồng chân như thầy đồ cuồng chữ bầu trời xanh mây trắng ngàn năm không thay đổi con người sinh ra lớn lên và tàn lụi theo quy luật cũng không thay đổi. Và lòng người với đủ tham sân si, hỷ nộ, muôn đời vẫn không thay đổi. Chỉ có được và mất, nhưng được mất cũng chỉ là khoảnh khắc so với vô tận của thời gian, của phận người hạt bụi trong cõi mênh mông bao la không thấy ranh giới bến bờ. Những ý nghĩ như thế cứ xáo trộn trong chị, cùng với bước chân ngang dọc khắp vườn mà chị không biết mình tìm kiếm thứ gì. Kỷ niệm thì quá ít, thương yêu gắn bó cũng không nhiều. Nhưng không hiểu sao, cảm xúc cứ ùa lên từng đợt, làm sống mũi chị cay cay, đẩy những giọt nước mắt chực trào. Hai con chó chạy vụt lên phía trước vần đuổi nhau ăn ẩn. Chúng đã nhanh chóng quen hơi chị, hay chúng cũng có một linh cảm người nhà. Và chị hiểu được rằng, cái dáng người nhỏ nhắn bước theo sau chị vẫn đang hoài nghi, không biết chị là ai, Tại sao vô nhà rồi lại tự nhiên đi ra vườn như thế? Chị quay lại và đọc được nỗi băn khoăn rất rõ trong mắt mẹ chồng. Chị quay đi khi biết chắc những giọt lệ đã không kìm được nữa. Hoa cà phê sáng lóa trong nắng chiều. Trước mặt chị là một màn sương trắng phủ mờ rồi nhòe đi. Hơn 20 năm, sông thành nhà, ruộng đồng thành đường xá, nhà ổ chuột thành khu cao tầng những thay đổi ảo ạc của đời sống công nghiệp không hiện hữu nơi đây. Nó ở đâu đó rất xa và dường như rất lâu rồi chị không còn nhớ đến nó nữa. Thời gian như ngừng lại, đánh dấu một lần chị trở về, đối diện với một quá khứ trong trẻo, một hiện tại cô đơn và thậm chí hồn nhiên khi mẹ chồng bỗng buộc miệng nói Tôi cái giỏi lắm đây chị, mình tôi chấp hết mấy chị em, ruộng nương tôi làm bằng mấy người thời gian quay ngược về những năm 1940 ở một vùng nông thôn Bắc Bộ. Mùa nắng, mùa rét, mùa đầy ấp tiếng cười con gái, mùa tràn hương nếp mới, mùa những con trâu, con bò, thông thả gặm cỏ, ruộng trắng lớp cánh cò. Mùa bình yên, mùa hiền hòa, mùi thơm mùi cỏ dại, mùi đất, mùi nước, mùi mưa, nắng, rành rọt từng chi tiết, tái hiện từng gương mặt người vậy mà chị là ai người kể chuyện dường như không biết hai người quay vào nhà có điện thoại của chồng sau những câu trao đổi anh ngỏ ý muốn nói chuyện với mẹ chị bật lo ngoài để mẹ chồng nghe cho rõ anh nói đang ở nhà một mình và chị sững người khi nghe mẹ chồng hỏi thật to thế vợ mày đâu mà ở nhà một mình thật sự bà không biết chị là ai mẹ chồng vào bếp bỗng dưng chỉ muốn dạo một vòng thị trấn khi cảm giác sự yên tĩnh của khu vườn làm chị thấy bức bối tức thở con đi ra ngoài kia một lát mẹ nhé không ở nhà ăn cơm còn đi đâu sớm mà mẹ nhanh về ăn cơm nhé câu nói quen thuộc đầy yêu thương sao chị lại nghe thành khách sáo bởi chị là khách lạ là người hàng xóm nào đó hay có thể một người cùng làng ngày xưa đến thăm sau bữa cơm chiều có đông đủ vợ chồng em trai. Nhìn mẹ chồng nhẹ nhàng thoát lên nhà trên xuống nhà dưới, chị lại nhớ da diết cái ngày mới về làm dâu. Những buổi trưa, mẹ chồng đi chợ về, bà mua đi bán lại những thứ của người dân tộc trong buôn mang ra thị trấn. Cũng trên chiếc giường này, bà ngồi vuốt thẳng thớm những tờ tiền và cất vào túi, cài kim băng cẩn thận, thỉnh thoảng lại thừa người, nét mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi vẻ như đang tính toán một món lời lỗ thiếu dư. Lặng chờ sớm, lội chợ trưa, đưa lần lượt đàn con lớn lên rồi bỏ quê mà đi. Hay dán bà ngồi bên cửa sổ, dở cuốn kinh và lần chuỗi. Hình ảnh ấy nhàn nhã, thanh thoát và nhân từ quá đổi. Chị chật giật mình, ký ức về một người trong tứ thân phụ mẫu mà ít ỏi vậy sao. Chuyện rơm rã buổi tối Vậy mà sáng hôm sau, khi còn nằm lơ mơ trên giường, chị nghe tiếng mẹ chồng nói nhỏ với em trai. Có ai vào ở nhà mình vậy? Coi kỹ đồ đạc kéo mất. Lòng chị bỗng dâng lên cảm giác vừa xót xa, thương cảm. Đến khi ấy, chị mới thấu hiểu được sự nhẫn tâm của thời gian. Nó lặng lặng đến và lấy đi tất cả những gì gọi là kỷ niệm. Chị bước ra sau nhà, mẹ chồng đang ngồi trong bếp cái kiền ba chân, đám xoan chảo, nồi niêu, chén bát, mũi khối ám đen, muôn đời là chúng bình yên và cô đơn tuyệt đối của những người mẹ. Nơi đây, họ một mình lo toan, một mình suy nghĩ, thầm nhớ những đứa con và mong ngóng chúng trở về đông đủ, để rồi ngậm ngùi buồn bã nhưng không dám biểu hiện ra và gửi theo niềm hy vọng cùng lời cầu xin bình an khi chúng ra đi. Mẹ chồng nghĩ gì? có dữ liệu nào về chị được kích hoạt. Chị định vô bếp ngồi với mẹ chồng, nhưng chợt nhớ có mấy thứ cần phải giặt. Nắng và gió cao nguyên mùa này loáng tí là khô. Tự nhiên, chị thèm ngửi mùi nắng cao nguyên vương lại trên quần áo mang về nhà và tận hưởng chút thời gian chậm rãi, bình yên khi ngồi vò bộ quần áo bên thềm giếng. Thỉnh thoảng, vài ba câu vọng vào bếp với mẹ chồng trời cao nguyên chưa bao giờ xanh đến thế và hương cà phê bỗng dưng ngọt nồng quá đổi. Lúc sửa soạn đi đám cưới con gái một người bạn của chồng, nhìn ra ngoài cửa sổ, chị thấy mẹ chồng mang quần áo của chị từ sau vườn ra dây phơi trước sân. Bà nói, phía này có nắng mau khô. Chị vội đi khi có tiếng còi xe dục giả của em dâu. Đám cưới vừa xong, nghi thức sân khấu Cô dâu chú rể chuẩn bị đi vòng các bàn để chụp hình, thì trời nổi dông, lông lóc các thứ, rồi sấm chấp ầm ào, lông trời, lỡ đất, buốt tay, tức ngực. Nhanh chóng sau đó, mưa không kịp vuốt mặt, bao nhiêu nước từ trên trời trút xuống như thác cùng một lúc. Giấy bàn phía ngoài nhem nhép, mọi người phải đứng lên dồn hết vào chính giữa rạp. Nước ngoài đường không kịp thoát, dồn ứ vào bên trong, khiến ai nấy vội coi chân lên ghế. Cơn mưa vàng, mưa bạc cho cao nguyên, mưa để cà phê bung trái. Cơn mưa đợi, mưa chờ của người trồng cà phê, nhưng đồng thời cũng là cơn mưa sốt ruột dằn co với người khách phương xa khi bất giác chị nhớ đến quần áo trên dây phơi trước sân. Mẹ chồng có nhớ để lấy vô. Chị nhiều khi còn để quên quần áo phơi trên sân thượng hai ba ngày mới lấy xuống. Vậy là hết hy vọng mang về đồng bằng mùi nắng cao nguyên vương trên quần áo. Ngày mai chị đã đi rồi. Mưa mãi, kéo dài bao lâu rồi cũng dứt. Đường về không còn lầy lội như ngày xưa. Bước chân chị lê đôi dép nặng bùn. Sân trước dây phơi trống không. Vào nhà, mẹ chồng đang lúi húi lau chỗ nước động. Chị đến bên bà và nói nhỏ để con làm. Mẹ chồng gạt đi. Chị ra kia mà ngồi. Để đấy cho tôi. Chị nhìn quanh không thấy quần áo ở đâu. Trên vali của chị cũng không có mới hỏi mẹ chồng. Chắc mẹ lấy quần áo của con vào rồi. Mẹ chồng nhìn chị, đôi mắt linh hoạt, miệng nở nụ cười tươi, hồn nhiên. Làm tôi chạy muốn chết, tôi lấy vào rồi. Thế mẹ để đâu? Mẹ chồng nhìn quanh quất. Không biết nữa, tôi không nhớ để ở đâu. Chị đi một vòng và thấy bộ quần áo cùng cái khăn mặt được xếp gọn để trên một cái bàn. Có đây rồi mẹ, trí nhớ tôi tội lắm chị ạ à. ôm sắp quần áo khô mềm thơm mùi nắng chị đến bên mẹ chồng khẽ nói con cảm ơn mẹ đôi mắt trẻ thơ nhìn chị nụ cười trẻ thơ mở ra niềm hạnh phúc như thấm vào từng nếp xếp thời gian rồi giãn ra căng tràn chị biết rất rõ lần đầu tiên sau ngần ấy năm làm dâu chị mới nói lên lời cảm ơn mẹ chồng với một người đã lẫn hoàn toàn không còn nhận biết chị là ai cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo